là một trong số ít những thợ sửa máy cassette radio hiếm hoi còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Ít ai biết rằng, trong cửa tiệm chỉ vỏn vẹn vài mét vuông trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, ông Trần Minh Trí đã có gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề phục chế những chiếc máy cũ mang âm thanh của thời gian. Trong cửa tiệm nhỏ có sự xuất hiện của rất nhiều máy móc, linh kiện cũ đã ra đời từ nhiều thập niên trước, được ông Trí tận dụng để thay thế, phục hồi cho khách. Hằng ngày, ông cùng con trai mày mò sửa chữa những chiếc radio cassette cũ mà khách hàng gửi đến. Có sản phẩm đã tồn tại từ những năm 1950. Cũng có không ít chiếc máy vì quá lâu đời, ông Trí phải mất nhiều tháng mới tìm được linh kiện phù hợp để thay thế. Càng ngày mình thấy thích thì mình mới theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Thì khi mình sửa xong được, hoàn thành đó, thì mình rất là vui. Bởi vì đó là những cái kỷ niệm của người ta, kỷ vật, ví dụ như là đó là những cái họ nhìn của đó, họ hồi tưởng lại những ký ức của họ. Với tuổi đời gần 50 năm, cửa tiệm của ông Trí hiện là điểm đến quen thuộc của những khách hàng có đam mê sưu tập radio, cassette cũ, hay đơn giản chỉ là muốn gìn giữ một món đồ đã từng gắn bó với mình. Hiện nay, ngoài việc tìm linh kiện để thay thế, sửa máy radio, cassette cũ, ông Trí còn dành thời gian nghiên cứu thêm cách hoạt động của những thiết bị hiện đại để có thể sửa chữa cả nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng.